Tân, công tử Tân. Gì đây? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đây, nhiều chuyện. Cái đồ nhiều chuyện. Nghe nói là đang đâm thọc con nữ, phải không? Bây giờ á, ông tính đang bực ông đó, phải không? Tôi mà đâm thọc, dễ gì nàng để cho mấy ông mở cái sòng 3 ngày 3 đêm. Tôi nói rồi, mấy ông hát vừa thôi. Nếu mà làm quá, đừng trách sao tôi dạch mặt hết đó. Vậy hả? Rủ mày chơi mày không chơi. À, thì ra là mày muốn cái khác hả? Ê, tao thấy bây giờ á, mày chen cái thay mày ngang được rồi đó. Hả? Vợ chồng người ta lục đục lắm rồi đó, không qua lẹ. Nó nghe nè, thằng Tính mà nó hút tay trên một cái á, là không có còn nữa đâu. À, qua lẹ đi. Đi. Đi coi chừng té xuống ruộng đó ông. Để tao. Ước ngày say xỉn. Dạ. Dạ chào công tử. Có gì mà công tử khó nói vậy? Sao không ghé quán em làm nước uống? Tôi tính không nói chuyện này, nhưng mà thấy bức rất khó chịu trong người quá. Ông tính tức giận vụ vợ chồng nàng đào được của mà không chia, cho nên cố tình chơi bạc lận nhằm lấy lại hết tất cả đó. Coi sắp xếp nói lại cho chồng nàng đi. Dạ, chàng làm ơn nói cho chồng em biết được không? Em sợ bây giờ nếu em nói giống như châm dầu vô lửa. Tôi nói còn tệ hơn. Tụi nó đang đặt điều tôi với nàng này kia nọ, giờ tôi nói ai mà tin. Em nghi ngay từ đầu rồi, bây giờ phải nghĩ cách thôi. Dạ, tạ ơn chàng. Không sao, có gì tôi giúp được cứ nói nha. Dạ. Tôi đi. Sẽ không đi theo luôn đi. Ờ, dạ. Chàng, hôm nay chàng đánh em nữa sao? Cô đúng là cô đàn bà ghê gớm. Bị chồng bắt tận tay ngay tận mặt mà còn trợn trừng với chồng hả? Đúng là tại hồi xưa tôi ngu khờ nên không nhìn thấy được mấy cảnh này. Chàng quá đáng lắm rồi. Chàng không thấy đâu. Chàng sắp mất hết tất cả rồi. Chàng biết chưa?